Dạ, Thủy xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn ạ. Hôm nay là chiều, Thủy với cô Mười đi xuống thăm hoàn cảnh của chị Loan, mà lúc trước Thủy với anh Hiền đi xuống quay cho chị bị tai nạn là cái thùng nước, chị xách thùng nước mà nó gớt lên túng cái cần cổ chị, rồi chị bị dập xương cổ, rồi chị nằm một chỗ. Thì hôm nay được chị KN ở bên Mỹ cho gửi cho chị 2 triệu. Thì con mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Thủy với cô Mười vô nhà chị Loan nha. Chào cả nhà. Thủy đi giữa chừng á nên cổng thun nó bị đứt rồi. Hiện giờ thế vô nhà của bác Út là má của chị Loan xin đẩy cổng thun cột tóc lên. Ở đây thì Thủy đi dài dài mua thì không có, từ ở đây là kêu bằng cầu ông Điều, Mương Điều, cầu Mương Điều. Thì đây là đi trong vườn. Đây, bây giờ đi trong vườn, hồi nãy giờ Thủy với cô Mười lạc đường đi kiếm quá chừng mà giờ cuối cùng cũng nhớ đường rồi. Giờ mình sẽ đi vô nhà chị Loan. Lâu lắm rồi Thủy mới trở lại nên Thủy cũng không nhớ đường vô nhà của chị Loan nữa. Tới đây ngã ba là Thủy nhớ rồi, đi thẳng vô. Giờ Thủy cũng đã đến nhà của bác Út rồi. Dạ. Dạ con chào bác Út. Dạ con chào bác Út ạ. Bác Út khỏe không? Dạ lâu lắm rồi con mới xuống dưới này, bác Út nhớ con không? Dạ lúc trước thì vợ chồng con có xuống đây thăm chị Loan á, hôm nay xuống thì thấy bác lót cái nền gạch đẹp quá ha, hôm lúc trước thì chưa lót. Mấy cháu cho tiền mua. Dạ hả, chị Loan có trong phòng không bác? Dạ. Chiều bác ăn cơm chưa bác? Đây giờ Thủy đi xuống. Dạ. Dạ con chào bác Út ạ. Bác Út khỏe không? Khỏe. Ê nay có cái nền sạch sẽ đẹp quá. Vậy hả? Em chào chị Loan. Nè, cháu ngoại đó nè con. Vậy hả? Hôm mà em đến thì mới đám cưới, hôm nay có cháu ngoại rồi hả? Rồi thấy ghét không? Ôi ơi, trắng tươi thấy ghét nè kìa. 2 tháng rồi con, mới về 2 tháng nè. Được nhiêu ký bác? Hôm nó xanh được 3,9 kg. Ôi ơi, trắng tươi à, thấy cưng ha. Hôm đó nay chưa chích ngừa, chưa biết được nhiêu ký nữa. Rồi chị... chị Loan, rồi mình có giảm được cái gì không chị? Em thấy cũng vậy nè chị Thị. Vậy hả? Dạ. Cái giò mình cũng teo luôn hả? Dạ, rồi mình ăn uống gì được không? Cũng ăn uống đồ được, bữa cũng chén chị. Dạ. Yeah. Mà lâu quá không có đi cầu nữa. Tuần này không có đi cầu được. Rồi rồi mình có đau bụng gì không?
Dạ đau chị, em kiểu như bón đó chị. Mấy bữa rồi à. Dạ. Em uống không được, ói nữa chứ cầu không có. Người con gái sanh về đây ở. Dạ, sanh về đây má với chị em nuôi giùm. À. Xong rồi cứng cứng rồi nó đi về. Bên chồng. Dạ. Ừ. Trời ơi, người ta chân mình cũng vậy luôn chứ nó không có. Giò siêu sĩ vậy, giò biển nó rút lên nó đâu. Ừ, thang cái giò thì nay rút nhiều hơn lúc trước, ốm. Giò siêu sĩ thì không có rút lên được, nó kéo lên cho nó không, nó không có kéo được. Nhìn ở trên keo này. Rồi mình có đi đi khám được không? Em không có đi khám không rồi, có đi... tính thì mổ lấy inox trong cỏ ra, bác sĩ nó thôi mổ mổ ra rồi nó yếu hơn nữa, còn inox rồi con cảm nó không có lấy ra chị, còn tổng, dạ. Ngộ ha, mình bị cụp xương sống ở cái cổ mà cái gì rồi chạn trĩ nó chạm vô cái giò, dạ. Chị có chạn dây thần kinh nó không có. Chị có thể nào chị kể lại cho ông bà cô chú anh chị và các bạn ở trong trong ngoài nước chị, em đi cũng biết. Đi làm thuê rồi cái gia đình người ta cho ở nhờ đó, cái thấy nhỏ con của ông chủ với bà chủ giặt đồ, cái em mới kêu là cưng đi học thầy để giặt đồ dùm cho, rồi em giặt đồ có bơm nước đầy quá cái nó rớt cái thùng, cái kẹt cái đầu em cõng luôn chết chắc luôn, rồi cái lâu thiệt lâu mới tỉnh lại là tay chân nó bị luôn. Rồi cũng mười mấy năm rồi chị, cái Tết này cũng 17 năm rồi. Rồi cái người chủ đó hôm nay có xuống không, có cho đưa đi bệnh viện rồi đóng tiền mười mấy triệu luôn, đến giờ luôn chứ không có cho tiền mà chị. Không có xuống nữa. Dạ. Cái lâu rồi cũng cả 10 năm rồi, nhịp coi như thế, có quay cái cho. Chứ đợt trước chị có quay cho em đó, cho tiền á. Em thấy cái bụng chị nó sao, nó bự bự là sao? Bụng em bự, kiểu như... mấy bữa nay em cũng bị mắc ói, ói hoài, ăn vô cái nó ói, mà đi cầu không được, đi chắc nó cướng rồi nó căng, nó không tiêu á. Dạ. Nó ói cầu không được, cái tuần này không có đi. Rồi mình uống sữa đồ được không chị? Em cũng có uống sữa bột á, bột cái gạo lứt đồ người ta xay á, uống rau cũng uống. Nay hôm nay em xuống thì thấy cái nền của bác Út, nhà bác Út này cũng mừng cho bác Út nè. Mấy đứa cháu hùng vô nó cho không, bác ở trong chị. Cái này con nó về đó, cái này mới nhường cho nó để mình ra đây nằm, mấy nhỏ này chị em đó cho đứa 1 triệu rồi nó cái nhà. Vậy cho nó sạch. Ở trên thì cũng như mình dán mũ hả? Làm hào đó, cái ông lót giùm luôn, không có tiền tông gì hết. Này là này con của chị hả? Con chào con. Dạ. Người chiều mình ăn cơm chưa? Dạ chưa. Chưa nấu nữa rồi. Hồi nãy em đi đi xuống rồi mà em tên con làm nước từ ở cầu Hòa Lộc em xuống tới cầu Mương Điều này rồi. Dạ. Rồi cái em không nhớ đường, em chạy ngược lên tới cầu Hòa Lộc nữa. Rồi cái em mới điện cho chị Phương. Dạ. Chị Phương với này nè. Nó ưa dòm thấy gương như hai em, chồng ưa đi tà, từ thiện lần em này coi, kia. Em coi, dạ. Chị và. Vậy cái mấy điện chị Phương, chị Phương nói không, cưng chạy xuống cầu Mương Điều á, gần tới. Gần tới rồi mấy có đường quẹo vô. Dạ. Rồi mới nhớ thôi chứ nãy quẹo tên Tú ở đường kia kìa. Dạ. Quẹo cái không có đi nữa chị, ảnh hôm nay ảnh ở nhà phụ làm nhà. Dạ, có rồi. Chị đi cùng với chị quay à, có cô người đi cùng. Có hai người kia nữa mà thường thường có đi với chị em là đi bữa thứ bảy, thứ bảy chủ nhật. Dạ. Là có đi xa thôi, còn như vòng vòng là mấy ngày kia là đưa rước con đi học. Dạ. Rồi không có đi thời gian. Lấy cà phê ấy con hai đi. Rồi bác Út hôm nay cũng khỏe hả bác? Khỏe con. À. Hết bảo hiểm này không, là không có thuốc uống, bệnh tiểu đường ấy. Không rồi hết bảo hiểm này, không có mua ngoài uống mà nó ít ngày đi, chừng nào có hiểm này. Mình tiểu đường có nó có tăng lên không bác? Tăng có khi mười mấy, khi 7-8. Ít uống thuốc thì nó tăng, rồi cái uống thuốc thì nó hạ xuống vậy. Dạ. Thấy chị nấu món ăn đồ đưa lên bài em có đôi thôi. Tại vì thường thường thì em không có đi quay từ thiện thì em ở nhà em nấu món ăn nè. Dạ. Để mình có clip. Dạ. Thì hôm nay sẵn dịp đây á thì em xuống đi
có chị KN bên Mỹ. Dạ. Chị gửi cho chị 2 triệu. Dạ. Để Tết này thì chị có mua gì chị mua vậy? Dạ. Cảm ơn về nói. Chị thấy nói cho em gửi lời cảm ơn nha chị. À, này của chị KN, dạ. KN bên Mỹ, chị cảm ơn chị sẽ lấy. Chị KN cho em cảm ơn nhiều với chị, chúc chị năm mới nhiều sức khỏe với gia đình là hạnh phúc cho chị. À, chị cũng chị không có chị miễn Mạnh Thường Quân ở trong ngoài nước giúp đỡ cho Mạnh Thường Quân mình, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn á là thấy mừng. Dạ. À, mà chỉ coi lại chị nói chị nhớ không biết cái clip nào á mà lâu lắm rồi cưng quay lâu lắm rồi. Dạ. À, người tinh lon cưng xuống cho tiền giùm cho chị. Dạ. Mà em cũng không nhớ nữa thiệt, em không nhớ tại vì dạ. Lâu quá rồi coi dạ, lại lâu hả chị. Ừ. Hơn năm rồi. Hơn năm rồi. Dạ. Không mới lên hơn năm rồi, còn cái nói bệnh này là 17 năm rồi con. Tết này nữa 17 năm. Tết nữa tháng giêng nữa 17 năm rồi. Làm tháng giêng. Nhưng mình năm. Mình lăn qua lăn lại nó được không? Em lăn thì giật cái chân á phải sửa cho em, chứ em lăn cũng không được. Cái giò mình phải téo về hoài luôn hả? Có dễ ra được mà được. Đó. Thấy không? Vậy là được. Ừ. Cái mình nó tê hết ra thì chị. Có hơn lạnh sốt cái nó nhất, cần thở nó nhất, bùm lum luôn. Ừ. Hình như nó bị lạnh cái gì nó lạnh hay sao á, nó nhất nhiều lắm. Người tỷ mình có tiền mình lấy ra là bác sĩ nói là sao là mà không lấy. Hôm trước đi lên tại anh lấy tính mẫu lấy nóc ra tại hôm rồi bác sĩ hẹn á. Ừ. Cái em lên cái bác sĩ nó hồi đừng có mẫu lấy ra thì sợ nó yếu hơn giờ nữa rồi. Ừ. Ảnh hưởng nữa. Sợ nó gục đầu nó không lên được, nó chết nữa. Cái em không có mẫu giờ còn thì nóc không cỏ em với mấy cái ốc vít nó dặn á. Ừ. Nó chắc tay xương lại. Ừ. Chị đi cho má nha. À, dạ em. Rồi chị có mặc tã đâu không chị? Dạ em mặc ống vậy nè chị. À. Tiện có chị bệnh viện chị giống như đặt giùm em nó cho, chị cho em luôn. Ừ. Rồi cái lâu lâu cái nó xúc ra thì em mặc tã bữa đang cho chị chỉ kêu để cho nó lành ở trong á. Ừ. Thì mới đặt lại nữa được chứ mấy đặt nó không có dính. Ờ cũng như là ừ. Lâu lâu phải đặt nữa, đặt hoài. Khi nào mà nó chảy ra ngoài thì chị em mặc tả chừng tầng hơn tầng vậy đó. Ừ. Cái gọi chị trên bệnh viện chị xuống về đặt giùm em. Ừ. Chị đem bệnh viện nó xuống cho luôn, cho em cho cái âm bờ cái bao đó. Cái em khi có tiền cái gửi chị với nó thôi tao đặt giùm mày chứ suốt đời luôn chứ tao không có lấy tiền mày đồng nào hết. Ừ. Chị cũng ước chị đặt là đó giờ cho em cũng hơn 10 năm mà. Ờ. Giúp hồi đó lót tả biết hết tả tiền nữa chị. Ừ. Không có tiền nên đặt 80 ngàn một chục cái tả tiền bịch tới năm tới 80 mấy ngàn bịch một chục cái á. Hôm nay cháu ngoại về đây mà không có được ẩm cháu ngoại. Ừ. Nghiệp cái em để nó nằm nó nghiêng qua nó ôm không chút vậy chứ ẩm không được gờ nhẹ rồi nhẹ nhẹ rồi cái tay cũng biết cái tay nếu cái mình em tay trần chị tại mình nằm hoài như con người của mình cũng vậy tỷ mình nằm khoảng chừng một đêm một ngày là nó thấy nó tê mà mình còn lăn qua lăn lại nó nhẹ nhàng còn như chị vậy nó lăn mà phải co giò dạ, lên mới giật lên đó. Ừ. Phải sửa cho em ghê đó. Ừ. Từng cái bắt gội đầu nó lần rồi phải đưa cái ra đây nè lót cái mũ rồi lôi nó ra đây gội mới gọi ngứa vậy lắm ngứa. Ừ đúng rồi. Rồi mình không có kê cái gối lên cái giò được hả? Dạ không. Cái em mỗi thì em mượn má dựng lên cho em dựa vô cái gối này á. Ừ. Lúc nào họ ít mỗi thì thôi để đại vậy. Mà cái giò nó chắc lắm mà dựa vô không lên. Thần kinh nó như là nó teo rồi nó ngay thẳng rồi đâu gân của em nó cứng nó má nó bị gì mới giò con dựng lên con mà tôi nói tôi bị cong xương sống rồi mà không lên nổi nó cống nó ngay không à cái bàn chân nó cũng ngay thẳng xuống luôn đó hồi nó nằm vậy mà một tháng mấy hồi mới bị nằm vậy mà nó
nó vùi hai lỗ đây nè, treo đầu em treo đó, treo đặng cho giật cổ dán ra đó, mà treo đã lên nhìn tối ảnh luôn tối mà cái lòng nó nằm sấp nó phơi nắng nó hang chạy hồng kia cũng đi ngang nó cái chú đó chú bệnh sao mà cái lưng chú lỡ hết trơn vậy, nó bệnh bị nằm ngửa vậy nè, cái này nó thúi cái lưng nó trơn tay để đi ngang thúi chết luôn. Giờ cũng cái lưng cũng còn có dấu con gì nhỏ vậy em thui. Thấy chú đó sao mà chú bệnh sao mà lỡ cái lưng trơn. Thấy em lớn con tưởng là tưởng con trai. Thì hôm nay em với cô Mùa xuống đây cũng hỏi thăm sức khỏe chị. Con cũng chúc bác với bác Út nhiều sức khỏe. Năm mới con cũng chúc bác cũng gần Tết rồi, con cũng chúc bác vạn sự như ý nha. Cảm ơn anh chị nha. Rồi. Cảm ơn chị. Chị gì chị? Dạ. Chị gì gửi cho tiền em á, em cảm ơn chị nhiều. Chị Can bên Mỹ. Em cảm ơn chị nhiều, em chúc chị năm mới nhiều sức khỏe nha. Em rồi. Chúc anh chị vì sức khỏe hạnh phúc rồi. Không nha. Gán con có chồng không? Có chồng con không? À dạ cô Mười. Cô Mười cũng lớn rồi, có cháu ngoại rồi. Có chồng còn chồng hả? Dạ chồng có người khác rồi dạ. Bác. Thôi vậy chị giữ gìn sức khỏe nha. Chị uống nước đi chị, cảm ơn dạ. Chị. Dạ. Uống rồi. Dạ dạ. Chị mấy anh nó mới có biết em mà để cho tiền gửi cho em. Dạ. Đỡ em rồi chứ không có chị không đâu có biết đâu. Rồi thôi em cũng chào chị em về dạ. Tại vì cũng tối rồi. Rồi dạ. 4 giờ rưỡi rồi. Nhiều rồi không có gì đâu. Chị nhiều chút khỏe nha. Rồi chị cứ dưỡng bệnh dạ. Cho nó sức khỏe mình nó không có gì hết dạ. Cho sống lâu nha. Dạ. Thôi con về bác ơi. Nói dạ. Dạ. Bà định chết trước rồi bà chết con hay chết. Thôi em chào chị Long em về nha. Dạ. Thì hôm nay á thì một lần nữa thì cũng cảm ơn chị KN bên Mỹ đã giúp cho chị Loan 2 triệu. Em cũng chúc gia đình chị có nhiều sức khỏe và năm mới cũng an khang thịnh vượng. Và clip của Thủy đến đây đã hết. Thì xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn ạ.